Tế ảo sẽ là tương lai của ngành di động. Cùng với sự phát triển của smartphone, giờ đây người dùng đã có thể làm việc, giải trí ngay trên thiết bị di động của mình. Tuy nhiên khi thị trường smartphone đã dần trở nên bão hòa và mất đi tính đột phá, Qualcomm tin rằng kính thực tế ảo sẽ là thiết bị kế thừa smartphone trong tương lai theo một cách hoàn toàn mới mẻ. Qualcomm tin rằng các thiết bị thực tế ảo sẽ là tương lai và kế thừa vai trò của smartphone hiện nay.